cô bác đứng dòm qua bên đây giùm con hết nha. Nè cô bác mình từ từ nha. Tới đây là mình đi vô đường này mình lãnh gạo, lãnh dầu, mì với mền, tới cái cảnh cuối là tiền, nếu mà đi qua rồi là không có quay lại tiếng này nha. Rồi.